Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự phát tâm ban đầu có thù thắng hơn phát tâm sau không? Phật bảo: lành thay, thầy khéo hỏi Như Lai ý nghĩa sâu xa như vậy. Thầy nên lắng nghe, ta sẽ vì thầy mà nói nghĩa phát tâm ban đầu thù thắng hơn phát tâm sau. Nghĩa là các A-la-hán với tâm vô lậu, tuy xa lìa tất cả phiền não tự thân, nhưng không thể hóa độ vô lượng hữu tình, đều phát tâm xả bỏ các phiền não. Bồ Tát mới phát tâm Đại Bồ Đề, tuy đối với phiền não tự thân chưa chấm dứt, nhưng có thể giáo hóa vô lượng hữu tình, đều phát tâm xả bỏ các phiền não, lần lượt lợi ích vô lượng hữu tình. Đây gọi là nghĩa phát tâm ban đầu, thù thắng hơn phát tâm sau. Lại có các độc giác, với tâm vô lậu, tuy xa lìa tất cả phiền não tự thân, nhưng không giáo hóa vô lượng hữu tình, đều phát tâm xả bỏ các phiền não. Bồ Tát mới phát tâm Đại Bồ Đề, tuy đối với phiền não tự thân chưa chấm dứt, nhưng có thể giáo hóa vô lượng hữu tình, đều phát tâm xả bỏ các phiền não, lần lượt lợi ích vô lượng hữu tình. Đây gọi là nghĩa phát tâm ban đầu, thù thắng hơn phát tâm sau. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sự phát tâm Đại Bồ Đề của Bồ Tát, hoặc tu hoặc tập, hoặc làm nhiều việc đều dẫn đến bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác, mong chứng đắc trí nhất thiết trí, do đó hóa độ vô lượng hữu tình, này đắc quả thanh văn độc giác thừa, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc tu thiện nghiệp thù thắng ở cõi trời người, được an vui ở cõi trời người, thoát khỏi khổ nơi đường ác. Tâm của các vị thanh văn độc giác đã được vô lậu, tự thân tuy đã chứng sự an vui niết bàn, nhưng lại không thể dẫn đến bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác, cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí, không thể hóa độ vô lượng hữu tình, khiến chứng đắc quả thanh văn độc giác thừa, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc tu thiện nghiệp thù thắng ở cõi trời người, và được an vui ở cõi trời người, thoát khỏi khổ nơi đường ác. Đó gọi là nghĩa phát tâm ban đầu thù thắng hơn phát tâm sau. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sự phát tâm Đại Bồ Đề của Bồ Tát, oai lực thật thù thắng, nếu khéo tu tập, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thọ ký không điên đảo cho hữu tình. Nghĩa là thọ ký hữu tình như vậy, ở đời vị lai, trải qua bấy nhiêu kiếp, lưu chuyển trong vòng sanh tử, tu hạnh Bồ Tát, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Vào thọ ký hữu tình như vậy ở đời vị lai, trải qua bấy nhiêu kiếp, lưu chuyển trong vòng sanh tử, tu hạnh độc giác, ở cõi trời người gặp duyên chứng đắc độc giác bồ đề, đầy đủ sáu phép thần thông tự tại an lạc. Hoặc thọ ký hữu tình như vậy ở đời vị lai, trải qua bấy nhiêu kiếp, lưu chuyển trong vòng sanh tử, tu hạnh thanh văn, đắc quả thanh văn ở cõi trời người. Hoặc thọ ký hữu tình như vậy ở đời vị lai, trải qua bấy nhiêu kiếp, làm các nghiệp thiện ác, sanh ở cõi trời người, hoặc đọa đường ác, trôi lăn theo dòng sanh tử. Ngược lại, các độc giác chẳng thể thọ ký không điên đảo cho các hữu tình, nghĩa là không thọ ký như lời các Bồ Tát. Ông ở đời vị lai trải qua bấy nhiêu kiếp sẽ được làm Phật, hiệu, tên, cũng không thọ ký hữu tình như vậy. Ở đời vị lai trải qua bấy nhiêu kiếp nhất định sẽ đắc độc giác Bồ Đề, hoặc quả thanh văn, hoặc ở các cõi thiện ác chịu các khổ vui. Cũng vậy, thanh văn không thể thọ ký cho người khác, nếu có đều nghe từ Phật. Đó gọi là nghĩa phát tâm ban đầu, thù thắng hơn phát tâm sau. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Bồ Tát đã phát tâm Đại Bồ Đề, muốn lợi ích tất cả hữu tình đến đời vị lai. Bấy giờ, đại địa, các núi, biển cả biến động sáu cách, mà vườn kinh hãi sợ sệt, các trời rồng thần đều rất vui mừng nói: Bồ Tát sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt chúng ta thoát khỏi lớn sanh tử.